Cách bắt chuyện với người lạ bằng tiếng Trung. Bạn đi đâu đấy? nhỉ chi nở nó? Ăn gì chưa? Chứ ăn là mà. Bạn đến một mình à? nhỉ ý cơ rến lái mà. Bạn tên là gì? Nỉ chào là gì miếng giữa. Tôi có thể ngồi đây được không? Ủa nâng dùa trở mà. Chỗ này có người ngồi không? 这儿有人坐吗? <laughs> bạn đang đợi bạn à? 你在等朋友啊? đang đợi bạn rất quen 我看你很面熟. đợi bạn nào? Bạn một ly bạn một ly đã 能请你喝一杯吗? gặp ta đã từng gặp nhau phải Bạn 我们以前见过面吗? Hình như chúng ta đã từng gặp nhau. 我们好像见过面。